Chào các bạn, trong video này thể theo yêu cầu của một số bạn nhờ mình hướng dẫn cái cách sửa hộp sạc tai nghe Bluetooth á, thì video này mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn các bạn về lý thuyết và thực hành khi mà các bạn muốn sửa một cái hộp sạc tai nghe Bluetooth hiện tại ha. Phần 1 á, mình nói về phần lý thuyết nha. Thì đa phần cái tai nghe Bluetooth trên thị trường á, hiện nay nó sẽ sử dụng một cái sensor từ là cái cảm biến từ ha, từ trường á. Một con IC quản lý sạc không thể thiếu đó là con IC IB5513 ha. Nó dùng kết hợp với cái cảm biến từ trường là có mã số là 4002N. Mình nói sơ qua một chút về cái con IC IP5513, đó chính là cái con IC quản lý sạc tai nghe Bluetooth MCU, có nghĩa là cái con vi điều khiển ha. Nó có chức năng là quản lý năng lượng, tích hợp cái bộ chuyển đổi tăng áp 5V, quản lý việc sạc pin li polymer, có nghĩa là trong cục pin bên trong hộp sạc á, đó là cái cell pin li polymer. Thì nó tích hợp các nhiều chức năng và nó quản lý cái điện áp sạc và dòng sạc cho cái pin này. Nó được chỉ báo nguồn pin bằng led hoặc là led 7 đoạn. Thì trong một số mạch của nó chỉ đơn thuần là nó dùng là 4 con led bình thường thôi, nhưng mà trong đa phần trong hộp sạc bây giờ nó sẽ sử dụng cái mạch led ha. Cái là đây là mạch led 7 đoạn. Thì các bạn học điện tử các bạn cũng biết là cái module led 7 đoạn như thế này. Thêm vào đó là một số trường hợp á, nó sử dụng nếu mà nó dùng LCD á, thì nó dùng con vi điều khiển ha. Nó cung cấp giải pháp năng lượng hoàn chỉnh cho hộp sạc hoặc là một cái đốc sạc tai nghe Bluetooth TWS. Con IC IP5513 có độ sạc ngõ ra là 5V DC ha. Và cái dòng sạc cung cấp cho để mà sạc cái cục pin li polymer này á là IMAX, nó khoảng là xấp xỉ là 300mA. Là đối với dòng sạc cực đại của nó, cái hiệu suất của nó đạt được là 93%. Thì đây là cái phần giới thiệu và cái con IC MCU, con vi điều khiển quản lý cái nguồn sạc này bên trong cái hộp sạc, đốc sạc tai nghe Bluetooth. Cái phần thứ hai mình nói về cái sơ đồ mạch điện của nó. Các bạn nhìn trên mạch đó, đây dấu chấm của nó chính là cái chân số 1 ha. Mình đếm ngược chiều kim đồng hồ, ở đây nó có 8 chân bên trái và 8 chân bên phải, thì tổng cộng của nó là 16 chân. Mạch này là mạch cơ bản nha. Thì các bạn quan sát cho mình á, cái chân số 1 và cái chân 15, đó là hai cái phần ngõ ra để sạc cho cái tai nghe Bluetooth, là nó thể hiện trên cái chấu này nè. Đây, khi mà mình thả cái tai nghe Bluetooth vô đây á, thì nó sẽ tiếp xúc hai cái chấu đồng đây nè, là nó nói chung là nó tiếp điểm của hai cái phần đáy của tai nghe Bluetooth đó, thì nó tiếp xúc là nó sạc pin cho tai nghe Bluetooth ha, khi mình thả vô cái tai nghe Bluetooth vô cái hộp sạc á. Đó là cái chức năng của chân số 1 và chân 15, C1, C2 nha. Cái chân 16 là chân GND, chân mát ha, nó lấy cầu phân áp R qua con hai con chở R8 và R9 ha, của hai cái G1 và G2 này. Cái chân số 2 của nó là cái chân key, là cái phím bấm nguồn á,
hoặc cái chân enable. Là enable là cái phần chân cho phép ha. Cái key này á, hồi xưa cái tai nghe Bluetooth cơ bản á, thì nó dùng cái phím bấm cơ, cái nút bấm bình thường đây nè. Đây nó dùng nút bấm cơ như thế này. Khi mình thả vô thì nó, hoặc là cái công tắc, khi mình đóng cái hộp, cái nắp của cái đắp sạc, hộp sạc vô thì nó tiếp xúc đây nè, nó cho phép ha, để mình tiến hành mình sạc. Còn hiện nay á, trong các đắp sạc đời mới á, thì nó không có dùng phím cơ như thế này nữa, nó không dùng nút bấm như thế này, nút key nè, mà nó dùng cái con sensor từ trường 4002N. Thì tí nữa mình nói về cái test của con sensor này 4002N. Còn cái chữ số 3, số 4 nào mình không quan tâm ha. IO1, IO2. Từ cái chân 5, 6, 7, 8. Đó là cái chân LED chỉ thị ha. Trong đó mình nói về cái chữ R1, R2, R3, R4 là mấy cái con điện chở, chở hàng dòng cho LED ha. Thì đối với những cái này là LED đơn. Còn đối với trong những cái mạch mà đốc sạc á, ở đây nè, các bạn thấy nguyên một dãy con chở dán SMD thì nó đưa vào tất cả các chân của cái, đây là cái module LED 7 đoạn hay cái module LED ha. Thì thiết kế nó hơi khác so với cái mạch cơ bản của nó nè, sơ đồ mạch cơ bản. Rồi, chân chính của nó là, chân chính của mình nó là VIN ha. VIN thì nó chính là cái những cái cổng sạc. Ở đây là mình có thể dùng tùy thiết kế của cái đốc sạc của mình á, thì nó dùng cái cổng sạc micro USB hoặc Type C. Ở đây á, thì nó sẽ dùng cái cổng Type C ha. Thì cái cổng này, cái port này á, là đời mới bây giờ, cái tiêu chuẩn mới ha, dùng Type C. Chân số 10 của nó là chân battery, có nghĩa chân pin ha. À, nó kết nối với cục pin lipolymer. Thì cái dung lượng pin này á, thì tùy nhà sản xuất người ta thiết kế sẵn rồi. Thì những cái thông số này á, nó có ghi bên trên ngoài cái hộp sạc, cái đốc sạc của mình á. Rồi, chân 11 của mình là chân VCC cấp nguồn. Chân 12 là chân GND, chân mát ha. Còn chân 13 là chân LX. Thì nó nối từ cục pin nè, battery á, nó nối qua cuộn dây ha. Thì vị trí của nó là chính là cuộn dây nằm sát bên cái con vi điều khiển này, IP5513. Thì đây á, là cái phần lý thuyết cơ bản để mà mình giới thiệu tổng quát cho các bạn hình dung được. Còn nói về phần thực hành đó, thì các bạn kiểm tra như thế nào khi mà một cái đốc sạc của mình đó nó không sạc pin hoặc là nó mất nguồn, thì mình xử lý như thế nào? Thứ nhất, các bạn kiểm tra cho mình điện áp đầu vào. Như ở đây, cái cổng vào của nó kiểm tra từ jack sạc 1 nha. Các bạn gặp trường hợp mà khi mà mình sạc không vào á, hoặc không báo gì, báo nó không lên đèn á, thì đây mình có một cái củ sạc và một cái cáp sạc, cái cổng Type C đây mình kết nối vô ha. Mình kiểm tra từng đầu một, đó như ở đây nè, từ cái cổng USB Type C. Ở đây mình dùng cái đồng hồ kim cho nó dễ nhìn ha, các bạn chỉnh cái thang đo 10V DC. Mình đo cái điện áp khi mà các bạn cắm jack sạc vô á, các bạn đo cho mình cái điện áp chân số 1 và chân số 5 của nó ha. Tại vì cái cổng Type C này á, nó có 6 chân.
các bạn đo giống như cái mình, cái cách mình đo của cái cổng micro USB á thì cũng có là chân 1, chân 5 ha. Tại vì cổng USB á thì nó có 5 chân, còn cổng Type-C thêm 1 chân nó là 6 chân. Yêu cầu của mình phải đo điện áp được chân 1, chân 5. Đây. Nè, nó sẽ lên 5V ha. Đó, các bạn nhìn kia mà. Như vậy là ok nha. Còn trường hợp mà khi mà các bạn cắm sạc vô á, mà nó không báo điện áp ở đây á, là chứng tỏ cái giắc sạc này bị lỏng à, bị hoặc là bị đứt chân, hoặc cái tiếp xúc bên trong á nó hở là một phần. Còn trường hợp mà nó vô nước ra ten á là nó không tiếp xúc, nó có tiếp xúc là mình không có đo được cái điện áp từ cái chân số 1 và chân số 5 của này. Đó, yêu cầu bắt buộc kim phải lên 5V DC như thế này. Rồi, khi mà đã có điện áp đằng sau cái chui sạc này á thì nó sẽ dẫn ra sợi dây gắn với cái bo mạch của mình á, bo mạch chính ha. Đó là cái phần VIN của mình, bắt buộc phải có 5V DC ở đây. Trong trường hợp mà cái hộp sạc của mình nó bị đứt dây á, các bạn bị rớt cái hộp sạc dưới đất á thì nó bị bung cái mối hàn đây nè. Nhiều khi á, nó đứt ngầm mình không biết thì các bạn cũng phải kiểm tra ha. Đó, phải dẫn được cái điện áp 5V DC vào cái mạch này. Có nghĩa là cái đường VIN của chân số 9 này nè, bắt buộc là phải có điện áp V sạc ha, là 5V DC. Thì cái con IC này nó mới chạy. Thì vấn đề tiếp theo nữa, mình kiểm tra cái gì? Các bạn kiểm tra cho mình cái phần G1 nè, G2 nè. Mà muốn G1, G2 hoạt động á thì cái chân enable này nó phải cho phép ha. Có nghĩa là cái công tắc này phải hoạt động. Nếu trong mạch các bạn á dùng cái phím cơ, nút bấm cơ như thế này á thì mình kiểm tra coi trường hợp mà nó sử dụng cái con sensor từ trường 4002 này á thì mình phải xác định được cái con này phải hoạt động được, nó mới cho phép cái con IC này nó mở nguồn ha, hoạt động. Thì cách kiểm tra như thế nào thì đơn giản. Đây, mình sẽ tắt cái nguồn sạc đi. Nào. Các bạn phải kết nối cái cell pin lipolymer này vào cái mainboard nha. Tại vì nó có nguồn cung cấp nó mới hoạt động được nha. Mới cấp nguồn cho cái mạch này nó mới hoạt động, cái con sensor này nè. Cái con cảm biến, cái con trên này chính là cái con công tắc mở nguồn nha. Thì ở đây các bạn đo cho mình cái điện áp trước. Trong trường hợp mà pin yếu á, mình kích pin nha. Đó, ở đây nó đã có điện áp rồi nha, khoảng 4V DC. Mình nói trong trường giả sử như trong trường hợp á mà cái pin này nó cạn quá thì mình bắt buộc mình phải kết pin thôi. Thì các video trước á mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách kết pin rồi. Ở đây mình sử dụng một cái bộ nguồn của điện thoại á, rồi mình kẹp vô. Đây, trước tiên á mình chỉnh về cái điện áp trung bình hay khoảng 3,6V đi, 3,5V cũng được. Đó, rồi pin này á nó có hai đầu ha, đầu dương đầu âm á. Thì đầu dương mình kẹp với cái sợi dây đỏ, còn đầu âm mình kẹp sợi đen ha. Rồi, như ở đây á mình thấy cái kim vòng của nó bằng không ha, mình sẽ bạn nhìn chính là từ từ. Đó, mình quan sát nè. Cái kim vòng của mình đã nhích lên này ha. Rồi các bạn cứ để một lúc nữa là
cái phần dòng điện á, nó sẽ nạp vào cái cục pin này. Khi á mà cái ampe kế của mình á nó chỉ vào không á là pin mình sạc đầy ha. Còn trong trường hợp mà các bạn kích pin không được á, thì các bạn là thợ hoặc là người sử dụng á, thì các bạn có thể dùng một cái cell pin khác bất kỳ. Mình đo cái điện áp này á, nó tầm khoảng 38 hoặc là 4V á, rồi mình kết nối vào cái mạch sạc này nha. Đối với những trường hợp mà cái cell pin của mình bị hư hoặc là mình kích pin không được. Còn đây nè, pin tốt nè, đang kích pin được rồi nha. Rồi khi mà các bạn có nguồn điện, có nghĩa là cục pin này á, nó có điện áp á, thì mình hàn vô thôi. Lưu ý cho mình á, các bạn hàn là hàn đúng cực ha. Từ trên mạch của mình á, nó có ký hiệu B cộng B trừ ha. Nè, như đây nè, cái phần B cộng nè, đây là phần B trừ ha. Hàn cho đúng chiều, đúng cực. Mình sẽ cho một ít cái mỏ hàn vô đây. Rồi, mình hàn B trừ trước. Dư âm. Rồi, dư dương mình hàn vô. Ok. Như vậy đã xong. Đây mình liên kết với mạch sạc luôn này. Rồi đối với những trong trường hợp này á, mình kiểm tra cái con cảm biến từ trường này như thế nào. Thì trong sạc á, nó sẽ có một vài cục 500 ha. Còn ở đây mình gỡ cái cục 500 trong hộp sạc ra. Các bạn lấy cho mình, chuẩn bị cho mình một cái cục 500 nhỏ thôi. Đó. Mình di chuyển, mình để gần sát cái đây nè. Thấy không? Các bạn thấy không? Nó là một cái sensor từ trường ha, nó sẽ đóng mạch nè. Là khi mà cái hai cái tai nghe Bluetooth của mình á, ở đây là bên trái bên phải, nó được đặt trong hộp sạc á, thì phía dưới đáy của cái 500 á, của cái tai nghe Bluetooth á, là nó sẽ tiếp xúc với hai cái này ha, nó hít vô, đồng thời nó cung cấp điện áp cái ngõ ra, có nghĩa là cái chân enable nè, nó cho phép nè, cho phép sạc á, thì hay nó mở công tắc nguồn á, thì cái chân tai nghe C1 và C2 cái này nè, nó kết nối với cái phần tai nghe khi mình thả vô cái hộp sạc á, thì nó mới cấp điện cho đây, thì nó sẽ trực tiếp nó sạc vô. Tại vì thông thường á, cái này nó không có mở nguồn á, thì các bạn đo điện áp đây nó sẽ không bằng không ha. Đây mình sẽ thí nghiệm cho các bạn thấy. Đây là lúc mà thông thường á, các bạn đo cái điện áp hai chân này, đây là hai chân cái chấu sạc của tai nghe nè, bằng 0V nha. Thì khi á, cái công tắc mở nguồn enable này á, nó cho phép á, thì nó mới có điện áp ra sạc cho hai cái tay chấu tai nghe này. Rồi ở đây dùng cục 500 là mình hít nè, để cho nó mở nguồn nè. Đó, các bạn nhìn đâu, cái đèn led nó sáng ha, nó mở nguồn, thì khi đó sẽ có được cái điện áp ra. Đây mình đo, mình phải làm nhanh tay ha. Các bạn có quan sát cho mình nè, đó cái mô led này nó sáng ha, rồi mình chích vô. Cái điện áp của mình nó sẽ tăng lên ha, khoảng 5V nha, DC nha. Như bỏ cái switch này á, cái công tắc từ trường này nó hoạt động ha. Khi mà có
có cái cục 500 nó hít vô hay mà khi mình thả cái tai nghe vô đó. Thay vì hồi xưa người ta dùng cái công tắc cơ nó được thiết kế khi mình đóng cái nắp hộp sạc lại á, thì ở đây nó dùng sensor từ ha. Đó, khi mà có 500 á, nó cái 500 này nó có thiết kế ngay cái đầu hộp sạc luôn đó, nó thả xuống cái đóng nó hộp sạc lại á, thì cái này nó sẽ kích hoạt cái điện áp ra cung cấp cho hai tai nghe Bluetooth tay trái tay phải ha. Thì ở đây á mình nói một điều là khi gặp cái trường hợp mà các bạn không sạc được cái tai nghe Bluetooth á, một bên tay trái tay phải cũng được. Thứ nhất là các bạn tháo cái tai nghe Bluetooth ra, các bạn kiểm tra cho mình. Còn vấn đề thứ hai á, coi pin của mình á, đa phần của pin nó bị hư nha. Các bạn có thể dùng pin nút áo á, mình thay thế vô. Thì trên thị trường nó bán nhiều pin nút áo thay thế cho tai nghe Bluetooth ha. Còn trường hợp các bạn kiểm tra cái điện áp pin nút áo bên trong cái tai nghe Bluetooth đó ok, thì các bạn kiểm tra tiếp cho mình. Đó là cái phần công tắc này nè, cái từ trường cái cục 500 á, đa phần cái sensor từ này á, nó ít khi hư ha. Mà do cái châm của mình nó đặt lệch á, nó không có đủ lực hít đê cái sensor này nè, nên nó không mở nguồn được. Thì nói chung kiểm tra cũng khá đơn giản ha. Các bạn mà không biết cái cách kiểm tra gì á, thì các bạn có thể để lại comment với video mình cho mình á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì đối với cái sensor từ trường này á, hiện nay là khá phổ biến bên trong cái hộp sạc tai nghe. Đó, để mà chích đó, thì ba cái chân này nó các bạn đo thông mạch đó, nó thông mạch với nhau ha, các bạn chạm cho nè, nó cũng mở cái nguồn này lên nè. Nhưng mà đối khi mà mình kích như vậy á, nó không mở đâu. Khi mà có từ trường á, nó mới mở nguồn ha. Thì sẽ có điện áp ra hai chân này. Đó, vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn phần lý thuyết và phần thực hành khi mà các bạn muốn sửa chữa một cái hộp sạc tai nghe Bluetooth. Thì hai thành phần quan trọng chính của nó đó là nó dùng con IC vi điều khiển IP5513 ha, và cái sensor từ trường 4002N, đó là cái con ba chân này nè. Cho mạch khá đơn giản ha, nó chỉ có hai con chính thôi. Còn cái phần chỉ thị hiển thị của nó đó là nó dùng module led 7 đoạn. Đó, hộp sạc của mình đó, nó dùng cái cell pin li polymer. Mình đoán thử cái cell pin này á, nó tầm khoảng hơn 100, dung lượng của nó là hơn 100 mAh. Rồi dùng cổng sạc Type-C luôn nè, trên 100 mAh nha. Cái cell pin mà cũ á, hoặc là nhỏ hơn á, thì nó không có đủ dung lượng để mà mình nạp cho cái hai cái tai nghe Bluetooth. Như chẳng hạn như cái cell pin này á, nó đã là 180 mAh ha, thì cái này chắc chắn đảm bảo là phải trên 100, tầm hơn hay có thể 200 mAh luôn á, hơn luôn. Video này nó để kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.